Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay chủ nhật ngày 8 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến những nội dung đáng chú ý sau. Thừa Thiên Huế xác định xây dựng hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án quan trọng là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo. Dù đã có nhiều tín hiệu tích cực, tuy nhiên nhìn chung, ngành du lịch Thừa Thiên Huế vẫn đang gặp khó khăn, phục hồi chậm, lượng khách du lịch có xu hướng giảm. Tại Thừa Thiên Huế, nhiều năm qua, mô hình nuôi tôm trên cát đã được định hình như một ngành kinh tế chủ lực của các địa phương ven biển. Tuy nhiên, việc phát triển kém bền vững, công tác quy hoạch, quản lý vùng nuôi không theo kịp tốc độ phát triển đã khiến cho nuôi tôm trên cát trở nên bấp bênh. Tin chi tiết, xây dựng hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án quan trọng là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo, tạo tiền đề vững chắc để đẩy nhanh quá trình thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết 1210 và nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có tính đến yếu tố đặc thù đối với Thừa Thiên Huế. Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình của tỉnh ủy khóa 16 thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành nghị định thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế. Tập trung hoàn thành và triển khai đề án phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025, xây dựng đề án phát triển kinh tế vùng Tam Giang Cầu 2 đến năm 2030, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đôn đốc theo dõi để nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065. Chương trình phát triển đô thị Phong Điền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các quy hoạch phân khu xây dựng quy hoạch chi tiết. Ngoài ra, căn cứ chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương được phân công chủ trì xây dựng các chương trình đề án trên tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định. Dù đã có nhiều tín hiệu tích cực, tuy nhiên nhìn chung, ngành du lịch vẫn đang gặp khó khăn, phục hồi chậm, lượng khách du lịch có xu hướng giảm. Đây là đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, khách du lịch đến Huế ước đạt 428.000 lượt, giảm 5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 7,7.000 lượt, giảm 29%. Dù vậy, tổng thu từ du lịch ước đạt vẫn tăng 15,6% so với cùng kỳ. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện việc mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế và phục hồi kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công chùm lễ hội mùa hạ trong Festival Huế 2022, tạo hiệu ứng tốt, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách về một điểm đến thân thiện, hấp dẫn. Theo quyết định giao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc của Chính phủ, thì tới năm 2025, cả nước phải phấn đấu bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,15%. Cụ thể, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc năm 2022 là 92,6%, năm 2023 là 93,2%, năm 2024 là 94,1%, năm 2025 là 95,15%. Để đạt được tỷ lệ theo lộ trình này, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai cụ thể trình Hội đồng Nhân dân để bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bộ Công Thương vừa có quyết định 820 ban hành khung giá phát điện năm 2022 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện than và điện thủy điện. Theo đó, mức trần của khung giá phát điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và cơ sở hạ tầng dùng chung áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than là 1.773,76 đồng một kWh. Mức trần của khung giá phát điện chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các nhà máy thủy điện là 1.110 đồng một kWh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 4 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam có đà hồi phục ấn tượng, giá trị xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, giá gạo của Việt Nam duy trì ở mức cao hơn so với các nước như Thái Lan, Ấn Độ, Philippines, tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam tăng mạnh nhất là bờ biển Nga.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gạo Việt Nam dự kiến sẽ tăng trong những tháng tới, với nhu cầu mạnh hơn từ các thị trường như Trung Quốc, Bangladesh, Iran và Sri Lanka. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi luật thuế theo hướng chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế với mức thuế suất hợp lý. Mục đích nhằm tạo điều kiện hỗ trợ ngành sản xuất phân bón trong nước và giảm bớt khó khăn cho nông dân trong điều kiện giá phân bón tăng cao và khan hiếm hiện nay. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu xem xét chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng phân bón ure, DAP, MAP. Có cả biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các loại phân này để đảm bảo nguồn cung trong nước trong tình hình nguồn cung phân bón khan hiếm như hiện nay. Tại Thừa Thiên Huế, nhiều năm qua, mô hình nuôi tôm trên cát đã được định hình như một ngành kinh tế chủ lực của các địa phương ven biển. Tuy nhiên, việc phát triển kém bền vững, công tác quy hoạch, phát triển vùng nuôi không theo kịp tốc độ phát triển đã khiến cho nuôi tôm trên cát trở nên bấp bênh. Cụ thể, tình hình dịch bệnh hàng loạt trong các mùa vụ gần đây đã khiến cho nhiều hộ dân gần như mất trắng với con số thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Thực trạng trên đòi hỏi các giải pháp đồng bộ về cơ sở hạ tầng, quy hoạch lại vùng nuôi theo hướng bền vững, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Anh Hồ Văn Cường, trú tại xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, có diện tích nuôi tôm trên cát khoảng 1 hectare. Nhiều năm trở lại đây, do tôm thường xuyên xảy ra dịch bệnh gây chết hàng loạt nên anh Cường phải bỏ hoang nhiều ao nuôi tôm, chuyển sang các đối tượng nuôi trồng khác để ổn định thu nhập. Treo ao, bỏ hoang ao nuôi cũng đang là thực trạng chung tại nhiều vùng nuôi tôm trên cát trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bởi dịch bệnh, thu nhập bấp bênh. Còn 3 năm lại đây vì do khó khăn quá nên tỷ lệ nuôi tôm trong địa bàn là trên độ của vạc khu vực là giảm nhiều vì hay bị bệnh đốm đen và bị thời tiết. Bên cạnh những yếu tố khách quan như thiên tai bão lũ, thời tiết diễn biến bất thường, có thể thấy quy trình nuôi tôm trên cát của nhiều người dân hiện nay vẫn còn thiếu an toàn. Điển hình là trong quá trình nuôi, các quy trình như nguồn nước trong ao nuôi trước khi thải ra ngoài không qua xử lý môi trường phù hợp, hoặc nguồn nước cấp vào ao nuôi thường trực tiếp mà không qua xử lý các chất độc hại bằng ao lắng đúng theo yêu cầu của cơ quan chức năng, đã dẫn đến môi trường ao nuôi, vùng nuôi bị ô nhiễm, gây nên các loài dịch bệnh trên tôm. Đầu vô thì mình đo là cảm thấy cái yếu tố môi trường ở khu vực của mình là các cái thông số là nó không có đạt cái tiêu chuẩn, cái hệ thống xử lý nước thì thải ra thì mình cũng thực sự là theo cái cảm quan của mình với là nhìn nhận thì nó chưa có đủ tiêu chuẩn, xả ra rất nhiều nhưng mà không biết là có xử lý hay không. Qua khảo sát cho thấy, hiện nay cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản tại nhiều vùng nuôi tôm trên cát của Thừa Thiên Huế đã xảy ra tình trạng xuống cấp, vận hành chưa hiệu quả, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nuôi trồng của người dân. Trạm bơm nước mặn hiện nay chỉ có hoạt động được là 5/16 máy và cái lượng nước cấp thì không được bảo đảm. Hồ nước thải thì bao thời gian thì hiện nay thì nói chung vì hồ nước thải thì lọc bạc, cho nên qua cái thời gian mà giăng nắng mưa thì nói chung là bạc hiện nay đã hư hỏng toàn bộ hết rồi. Một số hạng mục là hư hỏng cần phải được khắc phục. Thì trong thời gian tới cũng kiến nghị các cấp quan tâm hỗ trợ thêm một phần kinh phí để đầu tư mở rộng để cho đáp ứng cái hoạt động nuôi trồng thủy sản của bà con nhân dân. Theo báo cáo từ các địa phương, vụ nuôi đầu năm 2022 tại Thừa Thiên Huế đã có hàng chục ao hồ với gần 4 tấn tôm bị bệnh. Thực trạng trên đòi hỏi các cấp ngành địa phương cần có sự định hướng rõ ràng và cụ thể hơn nữa để người dân nuôi trồng một cách an toàn và bền vững, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai và thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay. Tiếp tục với những thông tin khác. Sáng nay, câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Trường Đại học Y Dược Đại học Huế tổ chức ngày hội hiến máu lễ tôn vinh tập thể cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu. Năm 2021, do tình hình dịch phức tạp, câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống không thể tổ chức ngày hội hiến máu thường quy một năm hai lần. Tuy nhiên, câu lạc bộ vẫn thực hiện vận động tiểu cầu hỗ trợ máu kịp thời 24/24 cho các trường hợp cấp cứu khẩn cấp, giúp đỡ bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Câu lạc bộ đã tổ chức được 20 đợt hiến máu tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế và các địa điểm hiến máu như Hội chữ thập đỏ thành phố Huế, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế, vận động được khoảng 2.700 đơn vị máu. Tại lễ tôn vinh tập thể cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu, có một tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2021 đã được trao bằng khen Trung ương Hội chữ thập đỏ, bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho 7 cá nhân hiến máu trên 20 lần, giấy khen Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế cho 7 cá nhân, giấy khen Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường học Y Dược Đại học Huế cho 10 cá nhân cùng với giấy chứng nhận cho 194 cá nhân.
Cụ thể, có 7 cá nhân hiến máu từ 15 lần trở lên, 42 cá nhân hiến máu từ 10 lần trở lên và cá nhân hiến máu từ 5 lần trở lên. Đồng hành cùng ngày hội hiến máu gồm các chuỗi sự kiện bên lề như không gian thư pháp, tôn vinh nghĩa cử hiến máu cao đẹp, quyên góp tặng cặp sách cho trẻ em vùng cao, không gian chụp hình cho các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Với tấm lòng nhân ái cao cả, sinh viên, học viên và cán bộ trường học y dược đã và đang cùng nhau làm nên những nghĩa cử cao đẹp, góp phần giúp đỡ những bệnh nhân trên chính mảnh đất miền Trung và Tây Nguyên còn nhiều khó khăn này. Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền phối hợp với Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo trách nhiệm an toàn thích ứng, tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền đã nêu bật vai trò và ý nghĩa của tháng công nhân và xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cao điểm, chăm lo mọi mặt dành cho công nhân viên chức người lao động trên địa bàn huyện, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế từ đại dịch COVID-19. Đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức chuỗi các hoạt động phân việc cụ thể nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động, tạo động lực tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện Phong Điền. Bên cạnh đó, tháng công nhân cùng gắn liền với các hoạt động về tháng an toàn vệ sinh lao động. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền đã tặng 93 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền phối hợp với Nhà văn hóa Lao động tỉnh tổ chức Ngày hội Công nhân Lao động năm 2022 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Phong Điền, đồng thời hưởng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó nhằm động viên phong trào rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phong Điền. Huyện Nam Đông là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 6 năm 2022. Đại hội có hơn 1.400 vận động viên học sinh tham gia đồng diễn và thi đấu ở 9 môn gồm việt dã, bóng chuyền, điền kinh, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, bơi, bóng đá và cầu lông. Riêng hai môn việt dã và bóng chuyền đã tổ chức thành công. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra thi đấu môn kéo co. Chương trình khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nam Đông được mở đầu với phần diễu hành biểu dương lực lượng của 18 đoàn, trong đó có 10 xã thị trấn. Ngoài ra cũng sẽ thực hiện nghi thức rước đuốc truyền thống thông qua lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng diễn võ thuật và đồng diễn của các em học sinh. Sau lễ khai mạc sẽ tổ chức thi đấu các môn kéo co, điền kinh, đẩy gậy, bắn nỏ tại sân thể thao huyện. Thông qua đại hội sẽ tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu ở các bộ môn thành lập đội tuyển tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh và Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 tới. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng bàn truyền thống thị xã Hương Thủy lần thứ 5 đã tiến hành bế mạc và trao giải. Tham gia giải năm nay có gần 60 vận động viên xuất sắc đến từ các đơn vị trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Tại giải, các tay vợt tranh tài theo thể thức đấu loại trực tiếp ở những nội dung đơn nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Thông qua giải lần này, bên cạnh tuyển chọn những tay vợt xuất sắc tham gia giải bóng bàn tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh, giải còn là dịp để các tay vợt có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần lan tỏa mạnh hơn phong trào bóng bàn trong thời gian tới. Với việc giành giải nhất ở 2 nội dung đôi nam và đôi nam nữ và 2 giải nhì đơn nam đơn nữ, đơn vị xã Phủ Sơn giành giải nhất toàn đoàn. Giải nhì toàn đoàn thuộc về phường Phủ Bài, phường Thủy Châu và phường Thủy Lương cùng đồng hàng giải ba. Thưa quý vị, những ngày này cả Đông Nam Á đang cùng hưởng về một sự kiện thể thao diễn ra tại Việt Nam, đó là SEA Games 31. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ nhạc sĩ Quang Vinh, người sáng tác bài hát chính thức của SEA Games 19 năm về trước khi Việt Nam lần đầu được đăng cai tổ chức. Hãy bên nhau kề vai, ta cùng đi tới tương lai, nhịp chung bước đường vinh quang Việt Nam cùng SEA Games. Lời điệp khúc của bài hát chính thức SEA Games 22 đã thực sự để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả vào thời điểm năm 2003. Và mỗi lần mở lại bài hát này, nhạc sĩ lại trào dâng niềm xúc động và tự hào khi đã đóng góp phần công sức nhỏ bé vào thành công chung của chủ nhà Việt Nam. Nắm tay nhau, cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại. Nắng phương đông, chưa sáng SEA Games, Việt Nam hân hoan chào đón.
Nói về bài hát Vì một thế giới ngày mai, giờ đây là một ca khúc tôi có nhiều kỷ niệm, cũng có những điều riêng, rất riêng đối với quá trình mình hành nghề sáng tác. Thứ nhất là vào một cái sự kiện mà Việt Nam lần đầu tiên đăng cai thì muốn hay không ấy, đấy cũng là cái sự hút rất là lớn theo cái sự quan tâm của toàn thể công chúng. Thực ra tôi nghĩ không riêng tôi mà nhiều nhạc sĩ rất là hào hứng, rất muốn tham gia, rất muốn đóng góp. Dù sao nó cũng là một cơ hội cho mỗi một người làm nghề. Và hơn nữa trong mỗi một cái sự kiện như vậy thì thông thường ca khúc chính thức dành cho mỗi một cái sự kiện thì nó là một cái điểm nhấn rất là quan trọng. Thế là sẽ rất là vinh dự nếu như mình được tham gia và sẽ vinh dự nếu như mình có cơ hội là bài của mình được sử dụng. Thì đấy chính là cái động lực thúc đẩy. Ai cũng muốn làm tốt nhất nhưng chỉ còn lại là có may mắn hay không, nhưng cũng không nên vì vậy. Cho nên tôi qua đây thì cũng rất mong nó gửi cái tình cảm của mình tới tất cả các vận động viên tham gia SEA Games kỳ này. Thế các bạn hãy cố gắng và tin tưởng rằng chúng ta sẽ làm rất tốt. Ít nhất là cái vai trò tốt đây là chúng ta là chủ nhà, chúng ta sẽ tổ chức một kỳ SEA Games thật đẹp. Và cũng đừng lo ngại khi chúng ta không có giải cao, chuyện đó hết sức bình thường. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.